ăn thử được rồi. Thơm quá các em ạ, chắc chắn là sẽ rất là ngon. Nhưng mà chị không ngửi thấy mùi của tinh dâu, chị thấy hơi giống mùi của việt quất. Chị thông báo cho tất cả các em, như đã hứa thì video này sẽ là video mà chị phá quy điệu của anh Tiểu Bảo Bảo. Tuy nhiên, trước khi phá phách thì chị muốn gửi tới anh ấy một vài thông điệp yêu thương như sau. Nghiêm túc. Anh Tiểu Bảo Bảo thân mến, khi anh xem được video này thì có nghĩa là số nước ngọt của anh đã bị em uống hết rồi. Tuy nhiên, anh đừng bực tức, chúng ta phải hạ hỏa xuống nhá. Đó, quạt mắt đi. Bởi vì tất cả những thứ em làm đều có nguyên nhân thôi. Nguyên nhân thứ nhất mà em quay lén nhà của anh là bởi vì hôm trước khi em về quê anh cũng đã quay lén nhà của em thế. Anh còn nhớ không? Nguyên nhân thứ hai em uống nước của anh là bởi vì 400 em cá nhỏ nhắn của em đã bị anh hại chết. Nợ cá thì phải trả bằng nước, cho nên hôm nay em uống nước cũng là lẽ đương nhiên, đúng không nào? Nên anh cũng đừng lo lắng về điều này. Em biết chắc chắn rằng anh sẽ nghĩ kế để cho lại em thôi. Ngồi ghế này mà uống nước của anh thì thật là ngon. Thôi không lòng vòng nữa, thông điệp của chị đến đây là kết thúc. Tiếp theo chị sẽ quay trở lại và nhìn xem loại nước nào mà mình thích uống nhất. Quay lại nhìn thì chị mới thấy rằng anh Tiểu Bảo Bảo có quá nhiều nước các em ạ. Ở đây thì chị sẽ đếm xem có khoảng bao nhiêu loại nước. Theo như nghiên cứu của chị thì phải là hơn 10 loại nước. Đây có trà sữa này, có sinh tố này, có Milo này, có cà phê này, có một chai nước rất là đẹp. Đây, có một chị cũng rất là xinh xắn. Nếu mà uống nước này thì chúng ta sẽ được xinh xắn như chị này. Cho nên chị sẽ uống thử xem. Chị cũng đã lấy một cái ly ở đây. Tại vì nếu mà không uống hết chai này thì chúng ta có thể cất cả chai vào trong tủ lạnh. Thơm quá các em ạ. Chị sẽ xem đây là nước gì. Đây là soda sữa vị chuối. À, sản phẩm này là của Hàn Quốc luôn. Uống vào thì sẽ đẹp da. Chua các em ạ. Mùi thơm của chuối, chua chua. Nhưng mà điều gây ấn tượng với chị đó là đầu lưỡi của chị tê 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 hơn là nước ngọt có ga luôn. Nó tê tê chắc là tại vì soda các em ạ. Loại này mà có thêm một ít đá vào nữa mới ngon. Chắc là anh Tiểu Bảo Bảo muốn đẹp da cho nên mới mua loại này đây. Ngoài vị chuối ra chúng ta còn có vị gì nữa nào? Chị xem, có vị màu xanh xanh này là vị sữa thôi. Còn đây là sữa chuối, còn đây là sữa bình thường. Ngon quá. Chị sẽ đem về nhà và cất vào tủ lạnh. Cái này thì để lại cho anh Tiểu Bảo Bảo uống. Loại nào tiếp theo ta? Trà sữa của Hàn Quốc chị cũng uống rồi, trà sữa của Nhật chị cũng uống rồi. Chị sẽ lấy trà sữa Thái. Trà sữa Thái thì bình thường chị cũng rất là hay uống, có Thái xanh, Thái đỏ. Tuy nhiên, trà sữa Thái này lại là trà sữa Thái đen. Không biết trà sữa Thái đen có ngon bằng trà sữa Thái xanh, Thái đỏ không? Thơm quá! Trước tiên là chúng ta cần phải lắc đều. Bình thường khi mà chị uống trà sữa Thái xanh và Thái đỏ thì chị cảm thấy rất là ngọt. Tuy nhiên, trà sữa này thì lại không ngọt các em ạ. Béo béo, ngậy ngậy, thơm thơm. Giống như kiểu pha bằng sữa nguyên kem vậy cho nên rất là béo. Đúng rồi, sữa này không phải là sữa đặc, không phải là sữa ông thọ đâu. Rất là ngon các em ạ. Khi uống thì chị cảm thấy có vị của sô-cô-la, tuy nhiên ở trong thành phần của nó thì lại không thấy sô-cô-la đâu cả. Đặc biệt trà sữa này cũng rất là ít đường. Chỉ có 7% là đường thôi. Ngon quá, chị sẽ đem về nhà để uống dần luôn. Tiếp theo chị sẽ lấy một lúc một vài chai luôn. Đây, chai nào đẹp nhất thì chị sẽ lấy ra hết. Một, Pororo cũng rất là ngon.
Đây là cà phê sữa à? Hay là cái gì đây mà rất là đẹp đấy? Starbucks coffee. À đây, các em còn nhớ chai này không? Đây là chai rượu mà em Tiểu Bảo đã cho chị uống hôm trước trong thách nhá. Thách pha chế. Chị vẫn còn bực lắm luôn, nên là chị không uống chai này. Chai này thì cũng giống trà sữa. Chị sẽ bỏ ra đây. Nước gạo. Nước gạo Hàn Quốc chị uống rồi, chị không lấy nữa. Thôi, tạm thời là chị uống nước này trước đã. Bororo thì chị cũng đã uống nhiều lần rồi. Cách uống Bororo thì có nhiều cách. Thứ nhất, các em rót ra đi và uống bình thường. Thứ hai, các em có thể ngậm miệng vào đây và uống luôn. Thôi, chị là người lịch sự, chị sẽ rót ra ly. À, không được rồi. Ngon quá, đúng là vị táo luôn các em ạ. Hãy đến giờ thì chị cũng thấy Bororo là ngon nhất. Tiếp theo, đây giống trà sữa quá, tuy nhiên không phải trà sữa, đây là sữa đậu nành hạnh nhân. Chị nhìn thấy hạnh nhân ở đây và đậu nành nữa, cho nên chị gọi nó là đậu nành hạnh nhân. Anh Tiểu Bảo hình như là rất là thích uống sữa. Bình thường qua nhà chị thì chị thấy anh ấy toàn uống nước ngọt thôi, mà ở nhà toàn thấy sữa không là sữa. Đậu nành hạnh nhân thì có vị lợi lợi, mặn mặn, ngọt ngọt, nhưng mà rất là thơm. Thơm giống như kiểu là bột ngũ cốc vậy. Chắc là vị mặn mặn bùi bùi này là của hạnh nhân. Hơi hơi ngon thôi em ạ. Còn đây là cà phê hả? Nước Starbucks Mocha. Wow, Mocha. Thường thường chị thấy Mocha là có màu xanh mà, tại sao Mocha này lại có màu nâu ta? Mùi khó ngửi quá. Hơi hơi giống mùi cà phê, nhưng mà không thơm như mùi cà phê. Đúng y chang cà phê sữa các em ạ. Cà phê sữa này thì chị cảm thấy là sữa nhiều hơn cà phê. Cũng khá là ngon. Wow, loại nước này rất là đẹp các em ạ. Đây, bên trong đây còn có hạt é. Đó, nhìn dễ thương. Loại nước này có tên gọi là nước hạt é hương cốc tai. Wow, nhìn đẹp quá mà chị không muốn uống luôn, bởi vì chị muốn lưu giữ nó lâu hơn. Tuy nhiên, đẹp thì chắc chắn nó sẽ ngon. Wow, thơm mùi trái cây quá. Hạt é thì uống rất là mát. Vào mùa hè nóng nực thì chúng ta nên uống hạt é. Chua. Chị thấy thơm thơm mùi mít. Điều mà chị không thích ở nước hạt é này là hạt é không còn giòn nữa. Bình thường khi mà uống nước hạt é thì chị rất là thích nhai hạt, bởi vì khi mà chị nhai thì thấy nó giòn giòn sật sật. Nhưng loại hạt é này thì không giòn sật sật như vậy. Hơi mùi một tí xíu, nhưng mà nước thì rất là thơm và ngon, hơi chua chua. Cái chai này thì rất là đẹp các em ạ. Đây là chai nước Ramune Hata, vị dưa lưới. Tên gì hơi khó đọc một tí xíu. À, nước của Nhật. Wow, nhìn như thế này thì có vẻ như là chị đã mở nắp. Đúng rồi. À, chưa. Chị chưa mở. Chị không uống nữa, chị sẽ để dành cho anh Tiểu Bảo. Bây giờ đóng nắp không được mà mở nắp cũng không được em ạ. Thôi, chị sẽ để đây cho anh Tiểu Bảo uống. Chị sẽ cất lại. Đó. Sẽ lấy thêm một vài loại nước nữa. Đây, nước này có vẻ là ngon đấy các em ạ.
Tiếp theo là matcha. Wow, những chai này thì cực đẹp luôn. Cà phê, chị sẽ uống thử xem là cà phê này có giống như là cà phê của Starbucks không. Đây cũng có cà phê nữa. Rồi, trước tiên là vậy đã. Loại này là loại đầu lần đầu tiên chị thấy luôn. Đây cũng là lần đầu tiên chị uống thử. Không biết là có ngon hay không. Chị cũng không biết đọc tên loại nước này nữa. Nếu mà bạn nào biết thì chỉ cho chị biết với nhá. Loại nước này thì có rất là nhiều ga. Ngửi thì hơi giống mùi của Coca. Ồ, nước trong suốt này các em. À, giống mùi của Bảy Ấp. Nổi da gà luôn các em ạ. Sao mà đắng thế nhỉ? Loại nước ngọt nào mà đắng thế? Chị chưa từng thấy một loại nước ngọt nó đắng như thế này. Chị không uống loại này nữa đâu. Đắng muốn ói luôn. Nước ngọt gì mà kỳ quá đi. Sẽ đổ lại. Không thể nào uống được. Chị cũng không cần biết tên loại này nữa các em ạ. Bởi vì chị sẽ không uống lần thứ hai. Còn đây là matcha. Một loại nước uống của Nhật luôn. Hôm trước thì chị đã uống rất là nhiều nước lọc của Nhật Bản. Loại nước này có màu xanh nhẹ, giống như kiểu trà của Việt Nam thêm ạ. Tại sao anh Tiểu bảo lại mua loại nước này? Chị nghĩ đây giống như kiểu là trà sữa matcha, uống thì ngon. Không ngờ khi đổ ra rồi. Chị nói thật với các em, một loại nước này là loại dở nhất và loại này là loại dở thứ hai mà chị từng uống. Không có một vị gì cả, chỉ có một vị duy nhất đó là chan chát mà thôi. Nước không có vị mặn cũng không có vị ngọt, chỉ chát chát và hơi thơm thơm một tí xíu. Nếu mà uống nhiều thì chúng ta sẽ cảm thấy đắng. Tiếp theo là cà phê. Chị thì chị thích uống cà phê sữa thôi, không thích uống cà phê đắng. Hên quá, đây là cà phê sữa. Nhìn màu là biết cà phê sữa rồi các em ạ. Đây cũng là cà phê của Nhật Bản luôn. Cà phê của Nhật Bản và cà phê của Hàn Quốc. Cà phê của nước nào sẽ ngon hơn? Chị sẽ uống thử cả hai. Cà phê của Nhật Bản cũng không được pha bằng sữa đặc, mà chị cảm thấy rằng như là pha bằng sữa bột vậy. Sữa bột dành cho em bé đấy. Thơm thơm, đắng đắng. Còn đây là cà phê của Hàn Quốc. Như các em nhìn thấy hồi nãy thì cà phê của Nhật Bản có màu nhạt hơn cà phê của Hàn Quốc. Cà phê của Hàn Quốc thì có màu đậm hơn. Về mùi thơm thì của Nhật Bản cũng thơm hơn. Tại sao màu nhạt hơn mà lại thơm hơn ta? Về độ ngon thì của Nhật Bản cũng ngon hơn. Của Hàn Quốc thì không phải cà phê sữa. Ở đây thì người ta ghi là cà phê sữa, nhưng mà khi mà chúng ta uống vào thì sẽ không thấy vị nhảy của sữa. Loại nào ngon thì chị sẽ để đây mang về. Loại nào dở thì chị sẽ để lại cho anh Tiểu vào túi. Chị sẽ trưng lại luôn, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Chị sẽ lấy tiếp những loại nào sớm. Đây, chai nước này cũng rất là đẹp. Chắc là sẽ ngon. Milo. Đã nhiều lần chị uống Milo pha rồi, tuy nhiên chưa một lần nào uống Milo đóng chai như thế này. Đóng lon như thế này. Tiếp theo. À, bên kia còn rất là nhiều loại. À, đây nữa. Hai loại này nữa. Coca-Cola thì bình thường chị uống quen rồi, cho nên chị không lấy nữa các em ạ. Chị sẽ uống thử Milo trước.
Milo rất là ngon em ạ. Tuy nhiên mùi sữa hơi nhiều một tí xíu, cộng với nó hơi ngọt. Bình thường ở nhà khi pha sữa Milo bằng bột thì chị thường pha Milo với một ít sữa đặc ông thọ nữa. Tuy nhiên chị ngửi ở đây thì cũng thấy có rất là nhiều sữa nhưng mà không phải mùi sữa đặc. Khá là ngon, tuy nhiên không ngon bằng sữa mà chị làm. Còn đây có nghĩa là sinh tố. Sinh tố này là sinh tố của Nhật Bản. Sinh tố của Việt Nam thì bình thường chị vẫn hay làm bằng các trái cây của Việt Nam rất là ngon. Sinh tố mà cho vào trong đây thì không biết có ngon hay không. Eo, sinh tố gì mà chua vậy ta? Người ta không nói đây là sinh tố mà người ta nói đây là nước ép rau củ gồm có chuối, táo, nho. Wow, toàn là vị chua. Eo, có cả khoai lang và cà rốt tím nữa các em ạ. Lạ nhỉ các em, khoai lang cũng có thể làm sinh tố. Lần đầu tiên chị nghe thấy đấy. Khi ăn thì chúng ta sẽ cảm thấy có hạt hạt, như kiểu là hạt của dâu tây vậy. Đây các em ạ, có những cái hạt nhỏ ở bên trong. Chắc là các em không thấy đâu, chị không nhận là chị hay quay được. Tại chị đang ngồi uống nước. Như thế này thì chúng ta mới thấy tầm quan trọng của anh Tiểu Bảo Bảo. Bởi vì mỗi khi quay video, khi nào mà chị muốn cho các em nhìn thấy rõ chi tiết thì anh ấy sẽ zoom lại gần hơn. Còn khi mà chị một mình quay như thế này thì chị không thể nào tự chạy vào chỉnh máy, sau đó quay cho các em xem, sau đó lại chỉnh máy được. Như vậy thì rất là mất thời gian. Loại sinh tố này không ngon lắm, nhưng mà chị nghĩ rằng sẽ bổ cho sức khỏe, cho nên chị cũng mang về nhà luôn. Đây là sữa, chị thấy có chữ sữa ở đây. Soda sữa. Soda sữa là sản phẩm của Hàn Quốc. Hồi nãy thì chị cũng có một cái soda. Soda sữa chuối cũng là của Hàn Quốc luôn. Giờ soda này nhìn hơi khác một tí xíu. À đây này, chai soda này cũng là soda sữa. Vậy hai cái này giống nhau. Không phải, một chị này đẹp còn một anh này thì xấu, cho nên không phải giống nhau đâu. Soda này thì cũng chua, tuy nhiên có một mùi thơm mà chị không thích, đó là mùi thơm của nước rửa chén. Xong rồi lúc mà chị uống thì chị cảm thấy rất là giống mùi của nước rửa chén, làm cho mình cảm thấy như là mất đi vị ngon vậy. Loại này đối với chị không ngon lắm, để lại cho anh Tiểu Bảo Bảo. Còn loại này nhìn như rượu nhưng mà không phải rượu các em ạ. Chị là nước khoáng thôi, nhưng mà không biết là nước khoáng ngọt hay là nước khoáng lạt. Bình thường thì chị cũng rất là hay uống nước khoáng ngọt, bởi vì chị thích vị ngọt của nước khoáng. Và uống nước khoáng thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Khi mà chúng ta tập thể dục hoặc là đi học mệt mỏi thì chúng ta có thể uống nước khoáng để bổ sung thêm nước. Không ngon một tí nào. Ly này thì chị không uống được nữa, chị sẽ bỏ ra đây. Loại nước khoáng này dở lắm các em ạ, rất là dở. Sao mà anh Tiểu Bảo Bảo lại có thể mua một loại nước dở như thế này được? Chị sẽ nói cho anh Tiểu Bảo Bảo biết để anh Tiểu Bảo Bảo rút kinh nghiệm, lần sau không mua cái này nữa. Còn đây, đây thì chị nghĩ rằng nó sẽ có vị giống như là tinh dâu. Không biết nó có giống tinh dâu hay không. Wow, loại này khó mở đây. Đã mở được rồi. Thơm quá các em ạ, chắc chắn nó sẽ rất là ngon. Nhưng mà chị không ngửi thấy mùi của tinh dâu, chị thấy hơi giống mùi của Việt Quất. Xin lỗi các em nhé, tại vì máy quay của chị tự nhiên đang quay thì nó bị tắt mất. Thường là máy quay chỉ quay được một đoạn khoảng 20 phút thì nó sẽ tự động tắt. Khi không có anh Tiểu Bảo Bảo thì thật là bất tiện đúng không em? Máy quay tắt mà chị không hề biết luôn. Thế là chị đã uống thêm bao nhiêu loại nước nữa mà không ghi lại được cho các em, thật là tiếc. Chị sẽ giới thiệu lại từ lúc mà máy quay bị tắt nhé. Đây là loại nước uống, chị thấy ở đây có chữ giải khát nhưng mà lại có cồn. Nước có cồn mà cũng giải khát được hả các em? Thật là lạ kỳ. Uống vào thì như kiểu là chúng ta đang uống rượu vậy. Chị không thích loại này.
chị sẽ trả lại Thanh Tiểu và Bảo. Còn loại này hồi nãy thì chị đã đặt cho nó một cái tên rất là kinh dị. Bây giờ chị sẽ uống lại cho các em và mô tả cho các em xem, đố các em biết là loại này liên quan đến loại nào nhá, loại kẹo nào mà chúng ta từng ăn. Nổi cả da gà các em ạ. Khi mà chúng ta uống nhiều thì chúng ta sẽ nhận ra ngay đây là loại nước uống liên quan đến loại kẹo, đó là loại kẹo thúi. Nó giống như là mùi vớ thúi vậy các em ạ. Nhìn bên ngoài thì có rất là nhiều loại rau củ quả nhưng mà lại bị thúi. Lúc nãy thì chị đã nghĩ rằng có thể là do nó hết hạn sử dụng. Tuy nhiên hạn sử dụng của nó là đến năm 2019 lận mà nó lại thúi. Thúi một cách kinh khủng khiếp mà người mùi thứ là đã thấy thúi rồi các em ạ. Chị không ngờ là anh Tiểu Bảo lại có sở thích dị như vậy. Đó là thích những thứ thúi. Đúng rồi, Tiểu Bảo thúi thì phải thích những thứ thúi rồi. Sợ quá, sợ loại nước này quá. Đặt vào đây cho anh Tiểu Bảo uống. Chắc là loại nước này các em sẽ không thấy đúng không? Tại vì hồi nãy nó nằm ở góc kia cơ. Chị vừa lấy lại đây thôi. Đây cũng vậy, nó nằm ở cái giá bên đây. Chị vừa lấy lại thôi. Ở đây chúng ta còn hai loại nữa, một loại là ngũ cốc, chị nghĩ là ngũ cốc. Đây thì không có tên tiếng Việt. Chị nghĩ nó là ngũ cốc thôi, loại màu nâu nâu này này các em. Chị vừa uống xong nước thúi xong thì uống loại này chị cảm thấy loại này rất là ngon. À, giống như kiểu sữa vậy. Ở đây thì chị có thấy chữ đậu nành. Rồi cái gì nữa chị cũng không biết nữa. Nói chung là nhiều chữ lắm. Rất là ngon. Uống loại này coi như là chúng ta được tráng miệng đi. Còn đây, chắc đây là trà matcha. À, trà sữa matcha. Trà sữa matcha là cái mà chị cực kỳ yêu thích. Hồi nãy thì chị uống cái loại này chị cũng nghĩ là trà sữa matcha, nhưng mà uống xong thì chị phát hiện ra là không phải. Hy vọng cái này là trà sữa matcha thật. Đúng rồi, ở đây thì trà sữa matcha này các em. Loại này của Thái Lan. Tại sao anh Tiểu Bảo lại sưu tập được nhiều loại nước uống từ Nhật này, Thái Lan này, Hàn Quốc như vậy nhỉ? Anh Tiểu Bảo thật là cực ớt. Ướt hết đồ rồi. Ngon thật các em ạ. Uống một hơi, sảng khoái tinh thần luôn. Hình như là chị đã uống hết tất cả các loại nước của anh Tiểu Bảo rồi. Số ngon thì chị đã để qua bên cạnh để mang về. Đây là trà ô long của anh Tiểu Bảo. Nãy nó nằm ở kia thì chị sẽ mang về để pha trà sữa. Hôm sau anh Tiểu Bảo qua nhà chị uống. Chị xem là trong các kệ tủ này anh Tiểu Bảo còn đồ gì nữa không. Ở dưới đây thì không có gì các em ạ. Đúng là anh Tiểu Bảo làm màu quá đi. Bây giờ chỉ kê ở phía bên trên thôi, còn phía dưới người ta không nhìn thấy thì anh Tiểu Bảo không kê. Làm màu làm mè quá. Các em không biết chị vừa nhìn thấy gì đâu. Đúng là anh Tiểu Bảo đã cố tình giấu giếm chị mà. Ở trong tủ này còn rất là nhiều đồ ngon nữa, không phải là nước uống em ạ, mà còn rất là nhiều đồ ngon khác. Đồ ăn. Nhiều quá. Trời ơi. Chị không ngờ là anh ấy lại sưu tập được nhiều đồ ăn ngon như vậy. Vậy mà anh Tiểu Bảo lại cất ở trong tủ. Ý là không muốn cho chị biết để chị ăn đấy mà. Giấu giếm như vậy trong khi chị có biết bao nhiêu là đồ ăn đều mang ra cho anh Tiểu Bảo ăn. Anh Tiểu Bảo như vậy là không được rồi. Wow. Một tủ toàn là đồ ăn ngon. Yeah. Nhưng mà nãy giờ thì chị quay cũng khá dài rồi đấy. Số này thì chị sẽ ăn trong video sau. Còn video này đến đây là tạm kết thúc. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Hãy chờ đón video chị ăn những thứ này nhé. Chị hứa hẹn rằng những thứ này rất là ngon. Wow. Chị sờ vào thôi là chị đã thấy êm êm và ngon ngon rồi đấy.